Trung tâm điện tử Hành Phương xin trân trọng kính chào tới tất cả các bác. Rất vui mừng là anh Phương lại có cơ hội được giao lưu với các bác về những sản phẩm âm thanh. Trong những sản phẩm âm thanh như thế này thì anh Phương có rất nhiều cái mã hàng để giao lưu cùng các bác. Đấy. Mời các bác hãy cùng anh Phương tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ở trước mắt các bác thì anh Phương đang giới thiệu các bác là có mấy cái quả súp mới về để cho các bác lựa chọn. Phương súp thì thường xuyên về những mã súp mới. Những quả súp anh Phương quay hôm trước thì cũng đã bán hết. Ngày hôm nay thì ở trên kho anh Phương vẫn còn mấy quả cho nốt về. Đó là một quả súp dòng bắt mặt của hãng PS. Đây các bác quan sát này. Đây cũng là một con súp PS đã được đóng đi rồi đây này. Quả này được đóng cho chỗ một bác Lạc. Quả súp PS bắt 40. Giá 6.8 triệu đã được cọc 1 triệu thì còn lại 5.8 triệu. Hiện tại thì anh Phương còn một quả nữa. Thì bác nào đầu tư thì alo lốt cho em. Con này thì nó sẽ gọn gàng về chiều ngang, nó thiên về chiều sâu. Về kích thước thì em đã đo, và bác nào muốn xem cụ thể kích thước như thế nào thì alo cho em nhé. Và bên này chúng ta cũng có một con súp hầm nữa, cũng dòng súp điện bát 40. Hôm nay thì em nhận được khá nhiều cuộc điện thoại hỏi là còn súp mặt, còn súp hầm hay không. Thì xin thưa các bác là trên kho của anh Phương vẫn còn, cho nên là hôm nay về nốt hai quả còn lại. Bác nào đầu tư thì alo cho em nốt. Hàng về thì bây giờ hiện tại là chưa vệ sinh. Đấy. Chưa vệ sinh. Còn trước khi gửi cho các bác thì anh Phương sẽ vệ sinh sạch sẽ, đẹp đẽ, tân trang đẹp như mới để cho các bác chơi luôn. Đấy. Thì đây là hai quả súp. Hai quả súp này đều đồng giá, súp hầm cũng 6.8 triệu một quả, súp mặt cũng 6.8 triệu một quả. Thì bác nào đầu tư đến con nào thì alo cho em. Đấy các bác nhé. Những con này đánh cực kỳ hay các bác. Đấy. Bên này chúng ta đang có một đôi loa, một đôi súp của hãng Man. Đây là dòng sử dụng công nghệ của Nhật Bản. Súp hơi bát 40. Con này thì thiết kế thùng của nó là có một cái tầm vóc cao cao, khá là hợp lý để cho các bác có thể kê hai bên. Nếu bác nào chơi thì chúng ta có thể kê hai bên, sau đó là kê hai quả loa lên đây. Hoặc là chúng ta đi sâu sự kiện, chúng ta có một cái lỗ cắm ở đây để chúng ta cắm một đôi loa full lên trên, là chúng ta đã có một dàn karaoke có đầy đủ full và súp. Súp này súp bát 40 từ 220 côn 100 các bác nhá. Súp rất là đẹp. Các bác nhìn cái con này nó đẳng cấp ở cái chỗ là ở lưới của nó. Nó có thêm một cái gọi là chỉ chạy sọc như này. Trông nó tạo ra cái điểm nhấn rất là hay. Đây là dòng súp Man với công nghệ của Nhật Bản các bác nhé. Đấy. Có một đôi. Giá thành của những con này cũng khá hợp lý các bác. Em nghĩ rằng là chơi một đôi này cũng khá hợp lý thôi. Đây các bác cùng quan sát này. Với công suất của nó đạt từ 450 đến 900 W một quả. 40 đến 900 W một quả. Đấy. From USA Techno. Đấy. Lại là dòng công nghệ Mỹ rồi. Man. Đấy. Đây USA này. Công nghệ. Với những quả súp này, giá thành của nó cũng chỉ loanh quanh bán giao lưu các bác, bán nhanh. Bởi vì những cái hàng này em về em bán chủ yếu là bán gọi là phát triển kênh là chính, chứ còn cũng không mang tính chất là thương mại. Với những dòng thương mại thì nó phải là có số lượng thì chúng ta mới bán thương mại. Còn những cái hàng như thế này bán giao lưu các bác với giá 4 triệu rưỡi một quả các bác nhé. 4 triệu rưỡi một quả. Nếu mà ship thì các bác thêm cho em 300 ngàn nữa là 4 triệu 8. Bên này là có một đôi JB Bass 40 kép. Đôi này thì cũng khá đẹp. Và hàng về còn nguyên cả tem cờ của Mỹ. Đây tem này là tem cờ của Mỹ này. Đấy. TR225 2 Bass 40. Dòng loa 3 đường tiếng với cấu hình thân thùng của nó là bằng gỗ được sơn sần. Đấy, cho nên là nó rất là sạch sẽ. Hàng thì vừa mới về xong. Ở những đơn hàng của em Phương thì thường là về vào buổi tối, sau đó sáng hôm sau thì em Phương sẽ quay. Có những đơn hàng thì anh Phương sẽ cho về trong ban ngày. Ví dụ như lô này là đang về ban ngày. Giá thành thì cũng rất nhiều bác là cổ vũ anh Phương và cũng rất là thích
cái quan điểm là bán hàng công khai giá thành. Với sản phẩm âm thanh Mỹ và đặc biệt những sản phẩm âm thanh cao cấp thì chúng ta cạnh tranh nhau về chất lượng chứ không cạnh tranh về giá thành. Cho nên anh Phương không ngại công bố giá thành để cho các bác cân đối. Đấy. Bởi vì nếu các bác mà đặt giá thành lên đầu thì đương nhiên các bác cũng là người thua cuộc. Em khẳng định các bác là người thua cuộc. Đấy, có những đôi loa bọn em đang bán 28, 32 triệu một đôi. Đấy, nhưng mà có khi các bác trên thị trường đâu đó mua có 22 triệu đến 22 triệu rưỡi. Thế thì các bác cứ mua thử những đôi 22 triệu hay 22 triệu rưỡi về. Thì em nghĩ rằng các bác chỉ mua cái xác, cái vỏ của loa Mỹ thôi chứ không phải mua cái hồn, cái chất của loa Mỹ. Các bác xem video của anh Phương, các bác có đồng ý như vậy không ạ? Các bác đồng ý thì cho anh Phương một like các bác nhé. Đôi 5-2 năm củ to sáng nay em quay đã được vệ sinh sạch sẽ rồi đây. Đấy. Các bác thấy là loa cái cốt, các cụ mình có câu dặn với con cháu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tức là khi mà cái cốt của nó không vỡ, không xấu thì nó chỉ bụi bẩn do nó là hàng bãi được chưa được bảo vệ. Thì sau khi mà vệ sinh lau sạch sẽ đi, đánh rửa sạch sẽ thì nó trở lên như một cặp loa mới luôn các bác. 525 giá của nó 36 triệu, đây là cặp loa củ to các bác nhá. Dòng loa 525 củ to. Đấy. Ok chưa? Quay trở lại cặp loa này, hiện tại em đang báo giá cho các bác với giá khá hợp lý, 21 triệu đồng cặp này. Cặp này trên thị trường đang bán với giá rơi vào tầm 23 triệu đến 23 triệu 500. Thì em Phương đang bán cho các bác với giá 21 triệu đồng cặp loa này. Bác nào đầu tư alo cho em nhé. Và ở đây thì cũng có thêm một cái quả súp nữa. Súp này bây giờ mới bắt đầu về để giới thiệu các bác đây. Đấy. Quả súp này mới về. Đây là quả súp Mỹ đời 4 số, đời cao nhất của hãng JB đây. 4718X. Hàng đời X, thùng gỗ sơn sần. Đấy. Con này thì nó thuộc gọi là hàng top cao cấp, dành cho những bác đầu tư cao. Bởi vì những cái con này giá thành của nó khá là đắt, hơn 20 triệu một quả này. Bát của nó đây các bác này, đỏ au luôn. Đấy các bác nhìn này, màng thì sáng choang, rốn đỏ au au, trông rất phê. Trông rất phê các bác. Đây, tất cả hàng còn zin nguyên bản 100%. Đấy, súp JBL của Mỹ 4718X. Quả này giá khá hợp lý các bạn, 21 triệu. 21 triệu một quả súp xịn, sáng choang. Màng của nó sáng đến mức độ các bác nhìn nó như thế này cơ mà, rốn đồ ao. Tức là những quả này thì tỷ lệ sử dụng của nó rất là ít. Các bác chơi các bác cũng cảm thấy rằng rất là sướng. Đấy. Súp JBL đời 4 số 4718X. Cái đôi này thì vừa nãy em đã cho vệ sinh đây rồi. Đấy, đôi này là sáng quay đây. Thực sự là nếu loa nhà em về em cứ cho vệ sinh sạch sẽ xong ấy thì xin thưa các bác là nó khá đẹp mắt. Đây này. Các bác nhìn thùng vách của nó còn nguyên cả mút phân tần đây này. Thơm phức mùi Mỹ. Tép này trông trắng trang. Đấy. Ok chưa? Thế còn cái gì nhỉ? Cái củ bát của con loa 30 vừa cầm đó nhỉ? Đâu? Không, đấy loa 40 rồi. Còn củ bát ở trong xe có cái củ bát trong ghế sau. Quay luôn cái nội thất của con loa này, bởi vì có khách hàng đang muốn xem cái nội thất của quả loa này. Đây. Lưới của nó đây các bác nhé. Quả loa này là quả loa VV Audio. Đây em phải quay nội thất cho các bác xem. Gỗ bạch dương, gỗ này rất là cứng. Đấy. Củ chép của nó đây, củ chép PNC. Phân tần của nó thì nói tóm lại này, loa xịn, cái phân tần nó vip vip luôn. Đấy. Úp các bác. Bát xịn sò của Emilizer của Mỹ. Đây các bác nhé. Made in the USA. Nói tóm lại là nhà em làm hàng USA nó quen rồi, cho nên là chỉ có hàng USA thì em mới hay làm thôi.
chứ còn những cái hàng cỏ thông thường thì rất ít khi em làm. Bát của em đi dơ, cặp này đang có giá có 9 triệu thôi. Về chất âm thì con này đánh khá hay, tiếng bát sâu, bởi vì cái củ từ nó đẳng cấp thế này cơ. Mấy này nó là dòng Mỹ chứ nó không phải dòng thường các bác. Bát của nó là 2 gân sóng. Đấy. Ok chưa? Bát 2 gân sóng. Chép của nó là từ của nó khá to. Phân tần thì khủng thôi. Cặp loa này có 9 triệu các bác nào múc sớm cho em nhé. Như vậy là hôm nay rất nhiều hàng em đã báo giá và cũng có những cái đơn hàng các bác đã chốt. Thì bác nào có nhu cầu đầu tư đến những dòng sản phẩm này alo nốt cho em để em có thể giao lưu các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.